Thưa quý vị, vào tháng 9 năm ngoái, người dân Hà Nội đã chứng kiến đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử rầm rộ. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi sau bao năm chờ đợi. Ấy vậy mà đã hơn một năm trôi qua, đoàn tàu này vẫn chưa thể đưa vào khai thác thương mại. Dù chỉ còn 1% là sẽ hoàn thành, nhưng dự án lại quá xa vời, khó có thể vận hành trong năm 2019 này. Ngay trong những ngày qua, thông tin về việc hệ thống lại vận hành thử toàn tuyến trong 20 ngày trước khi bàn giao cũng tiếp tục bị trì hoãn, khiến người dân xóa đi hết niềm tin và sự mong đợi. Ngày 20 tháng 9 năm 2018, năm đoàn tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông chính thức chạy thử đồng loạt rất rầm rộ. Nhưng đến nay thông tin vẫn cứ tiếp tục là chạy thử nghiệm. Sự quyết tâm, lời hứa chắc như đinh đóng cột của nhà thầu vẫn không trở thành hiện thực. Đây có lẽ là một dự án đặt kỷ lục về sự thất hứa với người dân nhiều nhất và cũng là dự án đội vốn lớn nhất. Dự án này cũng mang lại cho người dân nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui mừng, phấn khởi, rồi mong ngóng chờ đợi, đến bức xúc và mất niềm tin. Đội vốn rất nhiều lần, mà hứa hẹn rất nhiều lần rồi, mà tại sao đến giờ phút này vẫn chưa xong? Người ta cứ hứa hẹn, nhận cái sai, nhưng mà cái sai nó không sửa, cứ những cái sai mới xin lỗi. Nếu mà để sử dụng làm che mưa che nắng thì hơi lãng phí cho tiền bạc của nhân dân, quá lãng phí. 1% nữa nhưng mà lại không thực hiện được. Theo tôi thì cái 1% này là một cái ẩn số, và cái ẩn số này nó đã làm, nó ngăn chặn hết tất cả cái lòng tin, cả cái sự gọi là cái lòng tin của người dân đối với nhà thầu phía Trung Quốc. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là dự án đầu tiên được vay vốn ODA và cũng là lần đầu tiên triển khai một dự án đường sắt trên cao. Vì thiếu kinh nghiệm nên trong quá trình triển khai xảy ra một số sai sót. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia thì đây là sự chủ quan yếu kém về năng lực trình độ của các đơn vị liên quan. Và cái khả năng, cái trình độ của những người tham gia lập dự án, phê duyệt dự án rồi đến ký kết hợp đồng còn rất hạn chế. Đây là một cái nguyên nhân rõ ràng là chủ quan chứ không phải khách quan. Các chuyên gia cho rằng nếu dự án cứ tiếp tục chậm trễ, chi phí sẽ bị đội lên để bù đắp các khoản thất thoát, lãng phí. Và cuối cùng chịu thiệt vẫn là người dân, trong khi chưa thấy cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm.